Cả nhà mình ơi, hôm nay đã ngày thứ 12 rồi, mọi người thấy thế nào nhanh không? Ép vài cây nữa. Sức khỏe anh chị em mình thế nào rồi? Đã quen đến cái việc là uống ép gần đây chưa? Ai có nhiều phản ứng phụ không? Stop. Đã xong rồi. Đến ngày thứ 12 rồi, anh chị em và mọi người cảm thấy thế nào? Mọi người có thấy tiêu hóa tốt hơn không? Ngủ thấy ngon hơn không? Ai có nhiều phản ứng phụ không? Có thấy mặt nổi nhiều mụn không? Mọi người chia sẻ nhé. Đã thấy có cảm giác là thèm ăn những cái bữa ăn ở buổi sáng thiên về rau củ quả này chưa? Hay vẫn còn thèm đồ ăn mặn? Nói chung là chúng ta cần phải có một thời gian để hình thành, đúng không ạ? Không thể có một cái gì đó tự dưng mà thành công được. Tất đều phải có một thời gian duy trì và hình thành thì chúng ta mới sẽ đến có ngày để hái quả ngọt. Và hôm nay là ngày thứ 12 rồi, chúng ta cố gắng lắng nghe cơ thể của mình nhé. Mình sẽ cố gắng đi nốt 2 chặng nữa, là mình sẽ trong khoảng 2 tuần đi, 2 tuần uống ép gần tây đi. Còn 2 ngày nữa thôi để chúng ta dừng uống ép gần tây, chúng ta có thể tiếp tục. Nhưng mà hãy cố gắng đến ngày thứ 14 cùng Emma được thì nhiều nhất có thể. Sau đó chúng ta vẫn duy trì chế độ ăn thô là ăn thiên về hoa quả buổi sáng. Và hôm nay là 500ml nước ép cần tây, nhìn ngon nhỉ. Sau đó trong nữa chúng ta sẽ ăn sáng nhé. Nào cả nhà mình ơi, đến giờ ăn sáng rồi. Hôm nay chúng ta lại ăn sáng. Sáng thì chúng ta uống nước cần tây xong rồi, bây giờ chúng ta ăn sáng nhé. Đến khi nào anh chị em đói thì mọi người ăn. Đến giờ ăn sáng thì bữa ăn sáng hôm nay chúng ta ăn hoa quả. Đấy, theo cái tiêu chí ăn thô buổi sáng thiên về rau củ quả và hoa quả, mình thay đổi cho nó đỡ chán. Hôm qua mình uống sinh tố rồi, hôm nay ăn hoa quả. Thì hoa quả ngày hôm nay món rất là ngon nhá. Hướng dẫn anh chị em mình cách làm hoa quả salad trộn. Mình dùng xoài, chúng ta dùng xoài chín, xoài nhà mình rất là ngon đúng không? Mình cắt khúc khúc nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Đấy. Đấy, dùng đến mình ăn thì cái mức theo cái nhu cầu cơ thể của chúng ta. Đấy, cho một chút hoa quả gì mình có. Emma có quả lê, cho nốt quả lê vào đây. Nhiều chưa? Và có bưởi, cho bưởi vào đây. Bưởi rất nhiều hàm lượng vitamin C, rất nhiều hàm lượng vitamin C, cho vào đây nữa. Đấy. Cái món salad này buổi sáng ăn rất nhiều năng lượng nhá. Mà hoa quả này rất là dễ tìm ở Việt Nam mình đúng không? Rồi một cái gia vị rất là đặc biệt trong cái món salad này, đó là chúng ta dùng cái lá húng ngắn ấy này. Cái lá này là húng ngắn ấy cả nhà. Ở đấy gọi là min ấy, là húng ngắn nhà mình ấy. Đấy, mình cho cái lá này nó rất là thơm. Cho vào đây, mình trộn lên. Mình thái nó ra. Thái nhỏ nhỏ nó ra cho nó thơm cái mùi này. Rồi chúng ta sẽ thưởng thức thôi. Đấy, mọi người thấy quen chưa? 12 ngày rồi thật là nhanh đúng không? Mà chúng ta ăn xong 12 ngày chúng thấy cơ thể của chúng ta rất là nhẹ nhàng đúng không? Chúng ta đã bỗng dưng chúng ta đã giảm được bao nhiêu lượng muối nạp vào cơ thể này, giảm được bao nhiêu cái lượng chất béo xấu vào cơ thể này, giảm cũng khá nhiều các loại tinh bột tạo thành dịch nhờn này, giảm rất nhiều những cái đồ ăn không lành mạnh vào cơ thể, thay vào đó toàn bằng hoa quả rau củ như này. Người chúng ta rất nhiều năng lượng đúng không ạ? Mọi người thấy có nhiều năng lượng không? Mọi người chia sẻ nhé. Xem là anh chị em mình có thấy có nhiều năng lượng không, có cảm thấy mệt mỏi gì không. Đấy, nhưng chúng ta phải biết làm sao, phải biết duy trì và hình thành lắng nghe cơ thể của mình. Hãy cứ hình dung là độ tuổi của chúng ta bao nhiêu thì chúng ta cần một khoảng thời gian đó để cần một khoảng thời gian để tương đối, để chúng ta có thể thay đổi một cái chế độ ăn uống tốt của mình. Giả sử như bây giờ nhá, Emma đang trong một cái chế độ ăn thô đấy, thế nhưng mà để trải qua được cái giai đoạn ăn thô này thì mình cũng phải có một cái thời gian thích nghi. Anh chị em mình nhớ nhá, không phải bỗng dưng mà mình ăn được thô, bỗng dưng mà mình không ăn cái món bún miến phở nhà mình được đâu vào buổi sáng, mà mình phải có một cái thời gian thích nghi đấy, bằng cách là tham gia các thử thách như thế này cùng Emma và cùng tất cả mọi người trong cộng đồng detox, eat clean, ăn chay healthy. Thì chúng ta có một cái cộng đồng làm cùng nhau thì mọi người sẽ đạt được kết quả rất là tốt đấy. Cái món salad này chúng ta trộn lên rồi chúng ta ra ăn, chúng ta ăn trong vừa. Chúng ta có thể uống thêm nước ép rau củ nếu anh chị em mình thích. Ví dụ như là Emma cũng chuẩn bị sẵn đây, đó là nước ép cần tây với táo. Đấy, nếu chúng ta thích uống thêm nước ép cần tây với táo hoặc là nước ép rau củ gì mà mình có sẵn ở nhà thì mình làm uống thêm mà nếu như mình cảm thấy đói mà cảm thấy thèm nhé. Thì đây là một trong những bữa ăn rất là giàu dinh dưỡng, ngon miệng. Cái lá bạc hà này mà cho vào đây ngon lắm cả nhà ơi. Rồi, ăn bốc này. Ăn bốc và bếp hay ăn bốc. Ngon lắm. Mời anh chị em mình. Và hẹn gặp lại ngày mai vào ngày thứ 13. Nhanh quá. Bây giờ em May sẽ đi mua cần tây cho ngày thứ 13 đây. Ngon quá.